Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Có bao giờ anh em nhìn một sản phẩm, một mẫu CPU Pentium và một mẫu CPU Intel Core i9 và nghe rằng i9 có độ bền tốt hơn bởi vì cái khái niệm Silicon Lottery? Nói sơ qua một chút thì cái khái niệm này đề cập tới đó là những cái mẫu CPU đều xuất phát từ một tấm waffle cỡ lớn, thì cái tấm nào có chất lượng tốt nhất thì sẽ để làm CPU đời cao và giảm dần với những mẫu CPU đời thấp hơn. Thế nên nhiều người sẽ nghĩ rằng là Pentium sẽ không bền bằng Intel Core i9. Điều đó thì cũng không hẳn là sai, thế nhưng anh em phải hiểu đúng là tiêu chuẩn độ bền và sức mạnh cốt lõi. Tiêu chuẩn độ bền ở đây là tất cả các sản phẩm đến từ cùng một hãng, cùng một nhà sản xuất và có cùng giải sản phẩm thì sẽ có độ bền giống hệt nhau. Đây là mình xét trên cái khía cạnh dùng bình thường theo đúng như khuyến cáo của nhà sản xuất, không can thiệp vào phần cứng. Thì để mình lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu, với cùng một dòng Intel thế hệ thứ 12 phụ cho phân khúc chơi game thì chúng ta có thấp nhất là dòng Celeron hoặc là Pentium và cao nhất là Intel Core i9 thì đều có cái thời gian bảo hành là 3 năm giống hệt nhau. Thì đây là hãng đảm bảo tối thiểu là trong 3 năm thì mẫu CPU đấy sẽ hoạt động ổn định. Thì sau 3 năm nếu như Intel Core i9 dùng được 10 năm mới hỏng thì Pentium cũng phải đạt tối thiểu với con số gần 10 năm thì mới có thể hỏng được, và đấy gọi là tiêu chuẩn độ bền và là uy tín của nhà sản xuất với người dùng. Thế nhưng nếu như mà so với cái khái niệm mà Silicon Lottery thì có vẻ như hơi khác, bởi vì rõ ràng trong một loạt những tấm chip chất lượng cao để dùng để CPU đời cao rồi, vậy thì những cái mẫu CPU thấp hơn thì chất lượng phải thấp đi chứ. Thực tế điều này phải gọi là sức mạnh hoặc là giá trị cốt lõi phân cấp sản phẩm. Với Intel Pentium chúng ta sẽ có một mẫu CPU có 2x4 luồng, dù cho độ bền có dùng liên tục 10 năm mới hỏng thì cũng sẽ không nhiều người dùng lâu đến thế, bởi vì cái tốc độ phát triển công nghệ hiện nay thì chỉ cần 2 đến 3 năm là anh em có thể thấy được những sự yếu đuối của những mẫu CPU đời cũ rồi. Còn với những mẫu CPU đời cao hơn thì những mẫu CPU như Intel Core i7, Intel Core i9 vốn là những mẫu CPU có cái lượng nhân rất cao. Bây giờ thế hệ thứ 12 chúng ta có những mẫu CPU 10x, 12x, 16x. Vậy thì việc chúng ta dùng 5 đến 6 năm hoặc chục năm là một điều rất dễ hiểu. Không hẳn là bền hơn và giá thành đi theo kèm cao hơn, mà quan trọng ấy là cái giá trị cốt lõi của sản phẩm và đủ sức đi với người dùng trong một thời gian dài. Thế nên cùng một sản phẩm, cùng một hãng, cùng đời thì đắt hay rẻ thì độ bền cũng sẽ tương tự nhau. CPU đắt hơn thì sẽ mang lại giá trị cốt lõi lâu đời và lâu dài tốt hơn. Vì thế nếu như anh em nào mà đang lựa chọn so với nhu cầu bản thân, vợ bảo là không phải lo, cứ CPU đắt tiền mà mua, thì anh em cứ xem CPU nào tốt nhất thì anh em mua. Còn nếu chúng ta chỉ cần phục vụ ngắn hạn trong vòng từ 1 đến 2 năm là nâng cấp thì chúng ta có thể lựa chọn những mẫu CPU có giá rẻ hơn. Nếu như anh em nào mà đang quan tâm và muốn mình phân tích nhiều hơn về những thành phần như VGA, bo mạch chủ, RAM SSD thì đừng quên để lại comment ở dưới mục bình luận của video để mình có thể làm về nội dung anh em mong muốn. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.